Xin chào mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay là thứ ba Dân được nghỉ vacance đó mọi người. Thành ra là cả nhà của mình sẽ kéo nhau đi ra ngoài chợ trời chơi. Mong có. Ba có. Đi thang máy xuống được không? Thang máy hư. Hư rồi hả? Vậy đứng đây đợi đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài chợ trời ở ngoài biển ra và quay phim cho mọi người cùng xem nha. Rồi. Có bà nhỏ nè. Bà điệu lắm trời, sáng sớm làm tóc làm tay cho bà phải lấy cái kẹp luôn của tôi. Cái này là cái kẹp hồi đám cưới của Dân mọi người. Sao giờ không có xài nữa, cái nó thấy nó rồi. Ok. Đây mọi người ơi, cả nhà Dân đã ra tới chợ trời rồi. Ngay chỗ này là nó bán mấy cái hàng quầy đồ ăn. Sushi đi đi Machia, đi coi với mẹ. Đi đi coi có giày của con không? Cái này toàn giày người lớn không? Sao này? Show mà giờ mua cho cái bóp đó hết show á. Rồi mấy thằng đệ nó nóng quá rồi, nó ngồi ngay chỗ đó. Rồi bây giờ mình đi dạo tiếp. Đây. Không mà nay nóng thiệt rồi, 12 giờ trưa nóng. Tội nghiệp nãy giờ mong chờ đi mua giày. Có bốn anh em ngồi kìa. Mập cho miếng nước hay khát nước quá vậy? Nóng không? Đó, té đó. Giỏi thầy. Giỏi. Rồi, bây giờ mấy đứa nó đòi đi ăn ngoài mà không biết ăn gì đây. Thôi đi, đi về nhà ăn cơm con ơi. Ơi, mẹ nghe. Trời ơi, mà bây giờ nó không có rồi sao? Đi vô shop mua. Rồi, bây giờ thì sẽ ghé shop mua giày cho bà Machida tại bà đòi quá. Nãy đi chợ trời mua cho bà được cái áo đầm nè mọi người. Cái áo đầm coi. Rồi bây giờ mình đi vô chợ rẹp mọi người, đây là cái chợ rẹp để mua xúc xích với mẹt ghê. Bán hết luôn á trời. Đẹp quá hả? Để làm đồ nướng đó mọi người. Không, cái đó để vô cửa hàng mua, đi mua giày rồi mua, bỏ lại. Đi mua giày đi em mua. Hola, amor, thấy sao tí hả? Hola. Mua là thấy sao tí luôn á. Rồi mọi người ơi, sau khi mà đi chợ trời về thì bây giờ bọn Dân đang chiên phay phích với lại nướng xúc xích cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Với lại mình ăn luôn. Cái này là xúc xích mẹt ghê mình mua ở chợ rẹp hồi nãy á mọi người. Quá là đã luôn, mùa hè là chỉ có vậy thôi mà. Ăn ở đây nó nóng quá mọi người, chịu không nổi. Vô trong nhà nó có mấy lạnh mát chứ không, ở đây nóng quá. Giờ ở bên Pháp nó hả, nó nóng 40 độ mà gặp buổi trưa này nữa. Nó nóng cỡ Tây Ninh luôn á mọi người, nóng 40 độ, nóng dữ lắm.
mình ngồi ở trong xe thì mình không có cảm giác, nhưng mà bên Việt Nam người ta đi xe máy nhiều á, nắng rát da luôn. Ok rồi, xin chào mọi người, bây giờ mình đi chợ trời. Tối nay mấy cả nhà mình sẽ đi chợ trời biển. Sáng này đi chợ buổi trời buổi sáng rồi. Xong rồi mới trưa này về cắt tóc mà chiếc này mình chiếc khoe cái đầu mới coi. Đó. Ôi, hồi nãy đi Carrefour cho ba cắt tóc rồi xong mua cái bút đồ ray cho Machida rồi mới chiếc này. Nãy đi không vút keo lên con cho đẹp trai, trời ơi. Hàn Quốc của mẹ. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì hả ăn về nhà ăn uống xong rồi bây giờ đi ra dẫn tụi nó đi ra chợ trời cho mua cái nón cho Mateo, nó đòi cái nón bớp đó mọi người. À, bây giờ ở bên Pháp nó đang mốt cái món bớp á. Cái nón bớp á đội vòng tròn, cái nón tròn mà kiểu Việt Nam mình á. Thành ra là tụi nó khoái. Trời ơi mà Dân vẫn tiếc cái bộ móng của Dân mọi người, trưa này làm. Tự nhiên hứng đi vô Carrefour cái tự nhiên cái mọi ngày mà không có làm xong tự nhiên nay thôi mùa hè làm chơi cho vui. Trời rốt cuộc làm quốc cái bộ móng không ra ôm gì 55 ơi mọi người. Giống như làm đẹp thì Dân không tiếc tiền mà giống như nó làm kiểu không có ưng ý mình mà 55 đồng Dân bỏ là Dân thấy tiếc gì đâu. Đúng là làm mấy cái dịch vụ mà làm gì mà ở bên đây á làm bỏ tiền ra là nó mắc mà không có ưng cái bụng của mình á. Tại vì về Việt Nam làm đẹp, mọi người, Việt Nam mình làm dịch vụ là đẹp rồi làm cái ke khách rồi làm châu chuốt kỹ lưỡng, không bên đây làm như cứt vậy mọi người. Làm gì đâu mới làm cho có làm á. Ớn thiệt á. Chưa nè. Rồi 2 3 vô. Rồi chấp rồi vô ba đứa đàng hoàng chứ có mình Mateo kìa. Rồi 2 3 vô này, vô lại nè 2 3. Vô cái bài gì mà Monaco đó mà chấp. Monaco. Monaco le poteau film la gelato. Đó. Sắm cho mùa hè này mẹ mua cho mấy cái áo phong này để đi ba con nó mặc ba đứa chung cho nó vui. Mà chết đừng đi vô cỏ không chừng trời ơi cứ chó không á. Rồi bây giờ cả nhà của Nhân sẽ đi bộ ra ngoài biển nha mọi người. Đi bộ cái đường tắt này nè, đi ra biển. Anh về kêu má bán luôn bầy heo, anh sẽ mua thêm vàng đeo. Khoai ăn sáng thì sáng ăn khoai, quanh năm hai đứa giờ nghèo, hay là em để cho anh đòi banh luôn, đông người trong nhà càng thêm vui. Rồi hồi sáng này cả nhà của mình đi dạo chợ trời mà nó nóng quá đó mọi người. Xong rồi hôm nay bây giờ tối ra lại. Giờ nó mở thêm mấy cái trò chơi nữa chứ giờ ra đây cho mấy đứa nhỏ. Rồi đi hồi mệt rồi ra ngoài đây ngồi. Ở bên đó nhà hàng đó nó không muốn tụi này. Đó, ngồi coi người ta diễn đó mọi người. Cái nhà hàng ở bên đây nó mướn người diễn ở bên này nè. Nhảy cái bài gì mà Monaco. Nhảy cái bài gì mà chít chít chì băng băng. Tên đó là chít chít chì băng băng. Bài đó là bài gì?
Et ça fait clic, et ça fait clic. Ah non, ça fait clic. Mập cổng con. Ngủ rồi đi, có đi mua bóp không? Đi mua bóp thì đứng dậy đi nè, mua nè, đi mua bóp thì đại đi, để người ta dọn hàng á, ta dọn hàng là khỏi mua. Sao con biết đi? Rồi đây mọi người, nó mua được cho mỗi anh một cái bóp rồi. Cái nón vậy mà hả, nó bán 15 ơn cái nè mọi người. Rồi giờ đúng là mua đen bên này đó. Thế mùa hè cái bắt đầu là nó mua đen, nó đội mấy cái nón kiểu kiểu cọ vậy nè. Giờ cái nón mà đám mây nữa, kiểu mà manga gì đó của tụi nó đó không biết nữa. Rồi hai anh này thì lựa cái màu này. Rồi giờ thằng Mập thì đi lựa thêm cái nón đám mây gì nữa, không chịu kiểu này. Không chịu kiểu này, thích cái nón đám mây gì đó. Rồi đó, mua cho mỗi anh một cái nón nó mới vui á mọi người. Trời ạ. Giờ đó nó nè, cái kiểu này model gì của tụi nó nè, nó phái nè. Hết tiền mặt rồi nha. Rồi đó giờ mua kẹo cho ăn nữa đó. Thiệt luôn á. Mà chín nó lấy nguyên cái kẹo trái chuối gì bự sầm mình nái luôn. Mua cho cái nón, trời cái nón gì mà 15 ơn cái, thiệt mắc dễ sợ luôn. Còn cái nón của Mập, cái model này gì nè của tụi nó đó 20 euro á mọi người, cái nón gì mà 20 euro. Ớn thiệt. Mà kiếm ở trên mạng thì cũng cỡ cỡ giá đó vậy. Như mua ở AliExpress thì rẻ hơn có 5 đồng mấy mà phải chuyển về đây lâu á. Nhập về đây lâu cái tụi nó không thích, đợi lâu tụi nó không thích, tụi nó muốn có liền á, con nít mà. Trời ơi coi.